Chào mừng các bạn lại quay trở lại với các video về slide PowerPoint của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một điều khá thú vị đối với các bạn. Trong cái video hướng dẫn này thì mình sẽ cùng với các bạn để có thể chúng ta sẽ tìm hiểu khi mà chúng ta sẽ không có máy tính, khi mà chúng ta đang ở một nơi nào đó đang gặp một vài cái vấn đề bất lợi trong quá trình mà các bạn thiết kế các slide PowerPoint, thì chính cái điện thoại của các bạn nó là một cái giải pháp hữu hiệu để giúp các bạn có thể là tự thiết kế ra các slide PowerPoint. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để có thể tự thiết kế ra các slide PowerPoint một cách chuyên nghiệp dựa trên chính cái điện thoại của các bạn nhé. Và với cái video này, tôi cho rằng nó sẽ là một trong những cái video vô cùng tuyệt vời đối với tất cả các bạn. Và các bạn cảm thấy cái video này hay, hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình nữa. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay. Và đây là cái giao diện trên cái iPhone của chúng ta. Trên màn hình giao diện của iPhone thì các bạn sẽ thấy là có một cái PowerPoint ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái icon này. Sau khi mà các bạn bấm vào thì chúng ta sẽ có các sự lựa chọn về các template mẫu ở đây. Với cái việc mà chúng ta trình bày những slide mới thì thông thường thì các bạn đã học với tôi rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta hoàn toàn sử dụng các bản trình bày trắng để chúng ta sẽ thiết kế các slide PowerPoint của chúng ta. Vậy thì ở trong này thì các bạn sẽ có thể là bấm vào phần bản trình bày trống này. Nó sẽ chuyển cho chúng ta đến một cái giao diện như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng ở trên này giao diện thì Dương sẽ giới thiệu với các bạn thêm một chút. Thì ở cái khu vực ở giữa thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là chính là cái slide của chúng ta sẽ thiết kế ở trong này. Còn cái phần ở dưới này nó chính là cái phần các new slide để chúng ta có thể thêm và chúng ta có thể bớt các slide. Và phía khu vực ở trên này thì giúp cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ điều chỉnh và chúng ta sẽ chạy các slide. Đó, và phần dưới cùng này thì đây là cái tính năng để giúp cho chúng ta có thể thêm các hình ảnh, thêm các hình khối và chúng ta sẽ điều khiển các đối tượng mà chúng ta mong muốn. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt để tìm hiểu từng các tính năng ở trên cái điện thoại của các bạn nhé. Thì đây là một cái text box đầu tiên. Các bạn sẽ bấm click cái ngón tay của chúng ta vào. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gõ một cái chữ bất kỳ. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ gõ chữ PowerPoint. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ xuất hiện ở đây rồi. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta sẽ trình chiếu ngay trên chính cái điện thoại của chúng ta được? Thì các bạn sẽ bấm vào cái hình tam giác ở đây. Thì khi mà chúng ta bấm vào hình tam giác thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái màn hình như vậy. Các bạn thấy không ạ? Trên cái nội dung chữ ở đây các bạn, đây cái chữ slide PowerPoint của chúng ta, thì nó sẽ, bây giờ các bạn sẽ thay đổi cái phông chữ cũng như là cái style chữ như thế nào. Các bạn bấm vào dấu X ở đây thì nó sẽ quay trở lại cho chúng ta một cái giao diện thiết kế. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần chữ slide PowerPoint và chúng ta sẽ thấy rằng là ở phía dưới khu vực này chúng ta sẽ có chữ B, chữ Y, chữ U và cái màu ở đây. Chúng ta sẽ có cái dấu ba chấm này, thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm. Thì nó sẽ chuyển cho chúng ta đến một cái giao diện để các bạn có thể là cài đặt về màu cũng như là các định dạng cho văn bản ở đây. Chúng ta sẽ có ví dụ như in đậm này các bạn. Đúng không ạ? Các bạn sẽ click để chọn tất cả này. Và sau đó là chúng ta sẽ bấm vào chữ in đậm này. Thì nó sẽ cho chúng ta cái phần in đậm của các chữ ở đây. Các bạn thấy không ạ? Rồi, hay là chúng ta sẽ chọn màu chữ này. Đấy, màu phông chữ thì chúng ta sẽ chọn như vậy. Khi mà các bạn đã hoàn thành xong rồi các bạn. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu mũi tên ở đây để chúng ta có thể là hủy bỏ cái lệnh của chúng ta mới hoàn thiện ở đi. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái nội dung ở phía dưới này thì các bạn cũng sẽ làm như vậy thôi. Chúng ta sẽ nhập vào đây. Ở trên này thì chúng ta sẽ sửa lại lấy là chữ slide design. Và ở phía dưới cái tiêu đề phụ này thì chúng ta sẽ gõ là PowerPoint Academy. Ok, đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta gõ những các nội dung vào đây thì nó cũng khá là đơn giản này các bạn. Sau khi mà chúng ta làm xong rồi thì ở trên này có một cái chữ A và một cái bút chì ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào để chúng ta xem nó có cái gì các bạn nha. Đó, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta bấm vào thì nó cũng sẽ cho chúng ta cái việc là lựa chọn các phông chữ rồi xem thêm các định dạng ở đây. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu thêm nhé. Các bạn sẽ bấm vào này và chọn tất cả này. Và tiếp tục thì các bạn có thể xem định dạng này. Đó, các chỉ số này. Đúng không ạ? Quay lại. Rồi, chọn màu này. Rồi, tiếp tục quay lại. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó khá là nhanh và hiệu quả.
Và ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái phần trang đầu, tức là nếu như tiếng Anh thì nó sẽ là phần home. Thì các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có phần chèn, phần insert, phần draw, tức là phần vẽ, phần design, thiết kế, phần chuyển tiếp, tức là cái phần transition. Nếu như bạn nào thành thạo về tiếng Anh thì chúng ta sẽ biết được là cái phần này nó ở trên cái phiên bản PowerPoint của chúng ta nó sẽ như thế nào rồi, đúng không ạ? Phần hoạt hình là animation. Đó, thì các bạn sẽ tìm kiếm, khi mà chúng ta đã thành thạo ở trên cái bản PowerPoint tiếng Anh thì chúng ta chuyển sang cái bản tiếng Việt này nó sẽ hiệu quả hơn. Đây, các bạn sẽ kéo xuống này, chúng ta sẽ quét cái tay của chúng ta lên một chút. Đây, còn lăn trỏ đấy các bạn. Thì chúng ta sẽ thấy là ở trong này thì chúng ta sẽ có các điều chỉnh. Ví dụ như các bạn muốn căn chỉnh ở bên trái, đó, thì cái slide của chúng ta nó sẽ sang bên trái đây các bạn. Ở giữa này, đúng không ạ? Rồi ở bên phải này. Đấy, thì nó sẽ căn chỉnh ở bên trái, bên phải của chúng ta thôi. Căn vào giữa này. Các bạn thấy không ạ? Cái này chúng ta sẽ căn vào giữa, di chuyển. Các bạn để tay ở trên cái thanh ngang đây để chúng ta có thể di chuyển được đấy các bạn. Đó, chúng ta sẽ di chuyển. Và khi mà chúng ta di chuyển ở trên chính cái slide của chúng ta ấy, thì nó cũng sẽ có các điểm dừng. Các bạn có thấy là nó sẽ có được hai cái thanh chỉ màu đỏ ở phía trên và phía dưới, đúng không ạ? Rồi, ok, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần tam giác này để chúng ta sẽ hủy đi cái thao tác mà chúng ta mới làm. Rồi, tiếp tục thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái việc nội dung, cái văn bản của chúng ta rồi thì bây giờ các bạn có thể là bấm lên để chúng ta sẽ xem này. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó đã có cái phần slide của chúng ta rồi. Đây, chúng ta sẽ bấm vào cái nút mũi tên này để nó sẽ quay trở lại và cái này sẽ tạo ra một cái slide tiếp theo. Rồi, đây là cái dấu nhân thì chúng ta sẽ thoát bỏ đi để quay trở về cái phần thiết kế của chúng ta. Ở trong này các bạn thì chúng ta sẽ có cái phần mũi tên, phần cắt, phần sao chép, phần dán và phần chú thích. Thì các bạn có thể bấm thêm vào cái phần mũi tên này để chúng ta sẽ xem ở trong này nó có cái gì nha. Phần sao chép, phần xóa và phần sao chép định dạng. Và tiếp tục soạn thảo văn bản. Vậy thì các bạn sẽ tiếp tục, có thể ở trên này thì các bạn hoàn toàn có thể quay cái text box của chúng ta. Đó, các bạn sẽ để vào và chúng ta sẽ xoay này. Đúng không ạ? Chúng ta để vào cái phần quay đấy để chúng ta xoay. Khi mà các bạn làm không may mà chúng ta không muốn cái động tác đấy nữa thì các bạn sẽ bấm vào cái này. Mũi tên này thì nó sẽ quay lại cái thao tác trước đó của chúng ta. Rồi đến với phần ở dưới này. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể nhân bản được các slide hoặc tạo ra các slide mới? Thì cái việc tạo ra slide mới thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng ở đây. Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái new slide mới. Hoặc là các bạn có thể xóa cái slide này đi. Đấy là chúng ta sẽ click cái ngón tay của chúng ta vào cái slide và bấm vào phần xóa. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhân bản cái slide này lên thì các bạn sẽ bấm nhân đôi thôi. Đúng ạ, thì nó cũng khá là nhanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với việc là các bạn sẽ xử lý các hình ảnh này. Chúng ta sẽ đưa vào đây một vài cái hình ảnh này các bạn nhé. Mình sẽ bấm vào cái phần ở đây. Chỗ này là chúng ta sẽ thêm các hình ảnh cho slide, hình ảnh nền. Thì các bạn bấm vào và chúng ta sẽ chọn ra một cái hình ảnh đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt cái phần ý tưởng đi, thiết kế ý tưởng. Có một số bạn sẽ không hiển thị cái này bởi vì là cái phiên bản PowerPoint của các bạn ấy thì nó sẽ không trả phí. Và hiện tại là phiên bản của Thầy Dương đang sử dụng đấy là 365, cho nên nó sẽ hỗ trợ một cái phiên bản sử dụng trên PC và một PowerPoint ở trên điện thoại của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần hình ảnh và các bạn sẽ kéo nó lên. Đó, chúng ta sẽ kéo lên góc. Rồi, kéo rộng ra. Các bạn thấy không ạ? Và cái hình ảnh này bây giờ các bạn sẽ quay ngược lại này. Chúng ta sẽ cầm, chúng ta quay ngược lại. Vậy thì bây giờ cái phần text box của chúng ta nó đang nằm ở phía sau. Làm thế nào để chúng ta có thể là cho cái phần hình ảnh của chúng ta nó nằm ở phía sau và cái phần text box nó nằm ở phía trước? Thì ở trong này thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có cái điểm ở dưới đây. Đây nó chính là cái phần center back và cái phần arrange mà trong cái phần PowerPoint của chúng ta thường xuyên hay sử dụng ở đây. Thì các bạn bấm vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy là có một phần đưa ra trước, đưa lên đầu, đưa ra sau và đưa về cuối. Thì các bạn có thể đưa cái này, nó đưa ra sau hoặc là đưa về cuối thì tùy các bạn thôi. Đó, thì ở đây thì Dương đang chọn là đưa nó ra sau. Đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta đã có cái phần hình ảnh của chúng ta. Đây, các bạn đưa nó ra sau. Đó, tiếp tục thử đưa ra sau cái nữa. Thì nó sẽ có cái chữ slide design của chúng ta nó đã nằm lên trước rồi.
đúng chưa các bạn? À, như vậy là khá là ổn. Thì bây giờ cái chữ slide design này các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi nhỏ so với cái background của chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẽ phóng cái phần text box này nó lớn lên một chút. Thì khi mà chúng ta phóng lên ấy các bạn, thì chúng ta sẽ phóng như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn toàn bộ cái phần text box của chúng ta trước nhé, chọn tất cả này. Và sau đấy là chúng ta sẽ thấy ở trong này có ba cái dấu trừ ở đây. Đây thì chúng ta sẽ thông thường ấy, có thể là các bạn sẽ nó bị kéo như thế này, nó bị che mất đi cái chữ B, chữ Y, chữ U. Thì các bạn sẽ kéo cái tay của chúng ta xuống thì nó sẽ xuất hiện cái phần phông size và cái phông chữ mà chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tìm này. Các bạn hãy kéo lại. Đó, hoặc là phóng lớn lên. Đúng ạ. Rồi, sau khi mà các bạn đã phóng lớn lên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần phông chữ ở đây. Phần phông chữ thì các bạn sẽ lựa chọn một cái phông nào đấy nó cảm thấy nó mượt mà hơn thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta lựa chọn cái phông chữ nó phù hợp thôi. Các bạn sẽ kéo xuống này. Rồi, ví dụ như một vài cái phông chữ nào đấy. Có thể là chúng ta sẽ tìm cái phông nào nó mềm mại hơn một chút nha. Khi mà chúng ta thiết kế trên cái điện thoại của các bạn ấy thì chúng ta cũng hãy cố gắng để chúng ta sẽ tạo ra những cái bản PowerPoint của chúng ta nó bắt mắt thì nó sẽ hay hơn. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong thì ở đây thì chúng ta sẽ phóng lớn cái phần phông chữ lên một chút nữa. Ok, đóng nó lại. Rồi, cho nó nhỏ đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên này thì chúng ta đã có cái phần chữ slide design rồi. Thì có thể là mình thấy là ở trên này nó vẫn đang hơi nhỏ đấy các bạn. Thì chúng ta sẽ phóng lớn lên một chút nữa nha. Chọn tất cả. Rồi, bấm vào dấu 3 chấm ở đây. Sau đấy là chúng ta sẽ cho cái size này nó lớn lên một chút nữa. Đó, có thể là trên cái trường hợp mà các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này để nó phóng lớn lên này. Đó, thì chúng ta có thể là lựa chọn tầm khoảng là 130 hoặc là 150 thì tùy vào các bạn thôi. Rồi, các bạn sẽ bấm vào dấu cộng nhá để nó phóng lớn lên. Và sau khi mà chúng ta đã phóng lớn lên rồi thì chúng ta sẽ thoát cái chương trình này ra. Đây, đó các bạn thấy chưa? Rồi, bấm vào cái tam giác ở phía trên này để chúng ta sẽ xem cái slide của chúng ta như thế nào. Thì các bạn sẽ có cái chữ slide design rồi. Bây giờ cái chữ PowerPoint Academy của chúng ta thì các bạn hãy cho lớn lên và chúng ta sẽ cho sát hơn so với chữ slide design nhé. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài, bấm vào dấu X ở đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh cái chữ slide PowerPoint một chút. Rồi, chọn tất cả. Sau đấy là chúng ta sẽ bấm vào dấu 3 chấm ở dưới này. À, các bạn thấy không ạ? Dấu 3 chấm. Và tiếp tục chúng ta sẽ tăng cái phần chữ này lên, cái size chữ này lên một chút. Và các bạn sẽ di chuyển nó nha. Đó, chữ slide design chúng ta sẽ cho xuống phía dưới một chút. Và cái chữ PowerPoint. Đó, các bạn sẽ cho nó nằm ngang một chút thôi. Còn nếu như các bạn muốn thay đổi bất kỳ một cái nội dung nào ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể gõ được các cái chữ để chúng ta thay đổi ở trong này. Và trong quá trình làm thì chúng ta hãy cẩn thận đối với cái việc là cái tay của chúng ta nó sẽ di chuyển và nó sẽ kéo đi các nội dung của chúng ta. Rồi, đó, sau khi mà chúng ta xong thì chúng ta sẽ xem này. Đó, ví dụ như cái chữ PowerPoint Academy của chúng ta nó bị mắc ở sau cái chữ G ấy các bạn. Đúng ạ. Thì có thể là nếu như cái trường hợp mà các bạn tinh ý ra ấy, thì chúng ta sẽ cho cái chữ slide design của chúng ta các bạn có thể viết chữ hoa ngay từ đầu để tránh cái chữ G nó bị nhem xuống phía dưới. Đấy, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái chữ PowerPoint Academy đi. Đây, các bạn muốn bỏ đi ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên ở đây. Thì chúng ta sẽ xóa này. Đó, chúng ta muốn xóa một cái text box nào đấy đi thì các bạn sẽ làm như vậy thôi. Bấm vào cái đấy để xóa thôi. Rồi, cái chữ của chúng ta ở đây. Đó, có thể là mình sẽ kéo cái phần hình ảnh này sang bên một chút này. Để chúng ta cái chữ của chúng ta nó sẽ cân đối hơn. Ok. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có những cái tiêu đề cho các slide của chúng ta. Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể dựa vào cái cách làm này để chúng ta thay đổi các hình ảnh. Đây, chúng ta sẽ bỏ hình ảnh này đi, xóa này. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái hình ảnh ở đây. Để chúng ta sẽ bấm vào. Và các bạn sẽ thay đổi một cái hình ảnh bất kỳ. Bấm vào hình ảnh và chúng ta sẽ kéo lên, phóng lớn lên các bạn.
Ok. Đấy, xoay cái này lại. Với cái hình ảnh này thì các bạn hoàn toàn có thể cắt bỏ những điểm dư thừa trên cái tấm hình. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái hình ảnh. Và sau đấy thì ở trong này thì các bạn sẽ thấy là cái phần crop ở đây. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái phần crop ở đây. Thì các bạn bấm vào thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ là 1.1, 3.2, 4.3 và 16.9. Đó, thì thông thường thì chúng ta sẽ, hoặc là các bạn có thể bấm vào các điểm này để chúng ta kéo và chúng ta cắt bỏ các hình ảnh nếu như chúng ta cảm thấy các điểm nào đó dư thừa. Hoặc là không cần thiết thì các bạn hoàn toàn có thể kéo lại để chúng ta sẽ cắt bỏ. Và sau khi các bạn cắt bỏ được rồi thì chúng ta sẽ bấm ra ngoài và di chuyển lại cái tấm hình này. Đúng không ạ? Ở trên cái slide của chúng ta thì như vậy là các bạn sẽ có được một cái hình ảnh mới phù hợp với cái khung hình. Và chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ thu hút và nó ấn tượng hơn. Nếu như trường hợp mà các bạn không cần thiết cái quá trình mà chúng ta làm nó bị lỗi mà các bạn muốn quay lại thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên này. Thì nó sẽ quay trở lại cái các bước trước đó mà chúng ta làm. Sau khi mà chúng ta đã có được cái phần background đã ổn định rồi thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu có thể là chúng ta tạo ra một cái text box mới ở trong này. Thì cái text box mới á, thì chúng ta sẽ bấm ra ngoài thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái chữ T ở dưới góc này các bạn. Đây, chúng ta sẽ bấm vào. Đó, và nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái chữ này. Thì bây giờ các bạn sẽ gõ chữ là slide design. Rồi, các bạn sẽ chọn vào chữ A và chúng ta sẽ chọn màu chữ. Đây, các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ chọn tất cả. Và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ A ở đây để chúng ta sẽ chọn là màu chữ nhá. Các bạn sẽ chọn màu trắng này. Đó, thì sau khi mà các bạn đã chọn được màu chữ rồi thì chúng ta sẽ phóng lớn cái chữ của chúng ta lên bằng cách là các bạn sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm ở đây. Đó, chúng ta bấm 3 chấm này và các bạn sẽ kéo nó lên thì chúng ta sẽ thấy là ở trên này nó sẽ có cái phần phông chữ và cái phần size chữ ở đây. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn cái text box nhá. Rồi bấm vào dấu 3 chấm này. Làm lại. Bấm vào đây. Kéo cái chữ này lên thì nó sẽ lớn cái chữ design của chúng ta lên. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ lớn lên. Đó, và chúng ta chọn phông chữ này. Các bạn sẽ có thể là bấm vào đây để chọn phông chữ này. Kéo xuống. Nó cũng có rất là nhiều các phông chữ để các bạn có thể lựa chọn. Và khi mà các bạn lựa chọn rồi á, thì chúng ta phải chờ một chút thì nó mới thay đổi được cái phông chữ của chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là khi mà các bạn thay đổi được cái phông chữ này thì hiện tại là cái phần text box của chúng ta nó đang bị co hẹp bởi cái phần text box. Thì các bạn chỉ cần là bấm vào các điểm này để chúng ta kéo giãn ra thôi. Đây, kéo giãn cái phần text box của chúng ta. Đó, và chúng ta sẽ căn chỉnh cái phần cái chữ này nó nằm ở giữa của cái text box các bạn nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ này. Được chưa ạ? Rồi, bấm vào cái dấu 3 chấm ở đây. Đó, bấm vào dấu 3 chấm. Và sau đấy là chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Thì chúng ta sẽ thấy là có cái điểm ở giữa này. Đó, thì như vậy nó sẽ chuyển về cho chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta có thể là lựa chọn một vài cái phông chữ khác để nó có thể nó cứng hơn. Và trông cái chữ của chúng ta trên cái slide của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Hoặc là chúng ta sẽ để nguyên cái chế độ phông chữ là Arial nhá. Bấm vào chữ B thì nó sẽ in đậm lên. Rồi, và các bạn sẽ có thể là kéo ở đây để chúng ta sẽ xem là ở trong này nó còn cái gì nữa. Có thể là các bạn sẽ thấy được là căn chỉnh văn bản này, rồi hướng văn bản này. Đấy, và căn trái căn phải này ở bên này thì nó sẽ có được cái giãn hàng chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta nhiều cái sự lựa chọn. Rồi là các bạn có thể là đánh dấu hàng, rồi xem thêm định dạng thì các bạn bấm vào. Đúng không ạ? Đấy, thì cái này thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần là vọc một chút thì chúng ta đã có được những kiến thức tốt rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh cái text box này cho chúng ta nó nằm ở phía giữa các bạn nhé. Đây, căn vào giữa đi. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể là phóng to cái chữ, cái size này của chúng ta lên một chút nữa. Đây, các bạn bấm vào dấu cộng này. Để chúng ta sẽ phóng cái chữ slide design của chúng ta lên một chút nữa. Ok. Như vậy là chúng ta đã có một cái phần slide cũng khá là bắt mắt rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu đến phần hiệu ứng cho cái phần text box của chúng ta nhé. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm ở đây để chúng ta sẽ thay đổi các hiệu ứng của nó. Thì các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm. Thì trong phần trang đầu, tức là phần home, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một vài cái tính năng ở trong này. Thì phần hoạt hình nó chính là phần animation. Các bạn thấy không ạ? Vậy thì cái phần animation này nó chưa xuất hiện bởi vì các bạn chưa chọn cái chữ slide design.
thì các bạn phải chọn bấm vào cái text box, thì như vậy là chúng ta mới có được cái phần xuất hiện các hiệu ứng. Thì các bạn sẽ bấm vào phần hiệu ứng xuất hiện ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái chữ là bay vào ở đây chẳng hạn, thì nó chính là cái fly in đấy các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ có. Và cái tùy chọn các hiệu ứng ở đây thì các bạn cũng có thể là bấm vào, thì nó sẽ có cái phần effect option này các bạn. Nó chính là phần effect option ở đây, là tùy chọn các hiệu ứng. Mình có thể là chúng ta sẽ chọn là từ bên trái này. Được chưa? Từ bên trái. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ xem là có thể lựa chọn thêm nhiều các cái hiệu ứng nữa ở trong này. Nó có thể là bên phải hoặc là từ trên xuống thì tùy các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ xem kết quả này. Đây, các bạn sẽ bấm vào cái dấu mũi tên đây để nó sẽ hủy cái này đi. Và bấm vào tam giác ở phía trên này để chúng ta sẽ xem kết quả này. Bấm vào đây. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ có cái chữ slide design nó chạy vào rồi. Đây, ở trên này thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái bút xóa này. Rồi là cái bút điều chỉnh ở đây đây. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái màu này để chúng ta sẽ vẽ và chúng ta tích vào trong cái slide của chúng ta. Các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta sẽ tích vào cái slide của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào dấu nhân để chúng ta thoát ra ngoài. Rồi, bỏ đi. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã có một vài cái tính năng rất là quan trọng ở trong cái việc là chúng ta tạo ra các chữ slide rồi là chúng ta sẽ đổ các hiệu ứng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với việc là tìm hiểu thêm các cái tính năng mới nữa nha. Và trong cái slide số 2 này thì ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là tạo ra một cái trang trống này. Ở đây thì Dương sẽ xóa một vài cái text box này đi nha. Khi mà các bạn quen với cái việc mà chúng ta sử dụng slide trên điện thoại thì nó cũng khá là nhanh ấy các bạn. Đây, chúng ta có thể bấm vào cái hình tròn và cái hình ô vuông ở đây các bạn. Thì chúng ta sẽ xem nó có cái gì ở trong này. Thì trong này nó giống như cái phần shape ở trong PowerPoint của chúng ta ấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể chèn ra các hình khối ở đây. Ví dụ như hình vuông này. Rồi chúng ta trong cái hình vuông này các bạn có thể bấm vào cái thùng sơn ở đây. Đây các bạn, bấm vào thùng sơn ở đây. Thì chúng ta sẽ đổ màu cho nó thôi. Đó. Được chưa ạ? Và tiếp tục đối với cái bút này. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái bút này. Để chúng ta sẽ đổ cho nó cái đường viền. Các bạn thấy không ạ? Ví dụ như cái đường viền này thì chúng ta muốn tắt bỏ cái đường viền này đi ấy. Đây, phóng lớn lên nhá. Chúng ta sẽ thấy là muốn đổ cái đường viền thì chúng ta bấm vào cái nút này này. Đó. Đây. Chúng ta đổ này. Các bạn thấy không ạ? Và khi mà các bạn đổ có thể là chúng ta sẽ không có đường viền ngoài ở đây thì các bạn sẽ bấm vào. Thì nó sẽ không có đường viền, chúng ta sẽ hủy bỏ cái đường viền này đi. Đó, và tiếp tục ở trong này thì nó sẽ có rất nhiều các hình khối mà chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta sử dụng ở đây. Đó, bấm vào đây. Các bạn thấy không ạ? Cũng khá là tuyệt vời với cái cách làm này. Đó, về hình tròn thì các bạn hoàn toàn có thể kéo ra thu nhỏ này. Và chúng ta bấm vào thùng sơn ở đây để chúng ta sẽ đổ màu cho nó. Ok. Và ở trong này thì sau khi mà các bạn làm xong rồi thì chúng ta sẽ có cái nút tìm kiếm này. Hoặc là cái nút ở đây ấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ cái tài liệu của chúng ta đến với một ai đó. Thì các bạn có thể nhập vào đây. Ví dụ như chúng ta sẽ đặt tên, rồi cái vị trí của chúng ta có thể gửi cho ai đó, đúng không ạ? Các bạn chia sẻ cho ai đó. Còn đối với cái việc mà chúng ta ở dưới này, cái máy ảnh đây các bạn, thì chúng ta có thể bấm vào cái phần máy ảnh này để chúng ta sẽ chụp ảnh. Đó, chúng ta sẽ chụp ảnh trực tiếp để có thể là insert vào trên chính cái slide của chúng ta rồi. Thì đây thì mình sẽ chọn là từ chối bởi vì mình chưa cài đặt vào trong này nhá. Và cái phần ghi chú này các bạn. Cái phần ghi chú này khi mà các bạn sử dụng đến phần ghi chú này tức là chúng ta sẽ thêm một vài cái nội dung. Ví dụ như là hôm nay chúng ta đang học về thiết kế slide trên điện thoại. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta làm trong này, chúng ta sẽ bấm vào cái tam giác này để chúng ta sẽ chạy chương trình nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là có một cái ghi chú ở đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái ghi chú này, nếu như các bạn kết nối trên máy chiếu thì cái ghi chú này nó sẽ không xuất hiện ở trên máy chiếu của chúng ta đâu. Mà nó sẽ là một cái ghi chú để giúp cho chúng ta có thể nhìn vào đây. Để chúng ta sẽ nhớ lại nội dung, chúng ta có thể trình bày cái nội dung của chúng ta nếu như trường hợp mà các bạn không nhớ. Hoặc là chúng ta quên cái phần nội dung trình bày của chúng ta thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào phần ghi chú này. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ thoát ra. Đó, như vậy là để các bạn có thể thiết kế được một cái sản phẩm ở trên cái điện thoại của chúng ta thì nó cũng khá là đơn giản. Và như vậy là cái việc mà chúng ta áp dụng. Đây, ví dụ như chúng ta có thể thêm các slide mới, rồi thêm các layout thì các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này này. Đó, chúng ta bấm vào.
Rồi ở trong này thì chúng ta sẽ lựa chọn các phần layout, nó khá là đơn giản thôi, nó giống như một cái new slide mới của chúng ta ấy các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái phần mũi tên này thì chúng ta sẽ hủy bỏ cái chương trình này. Rồi khi mà các bạn đã làm xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xuất bản cái slide của chúng ta nhé. Thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ở trên này này. Đây, các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ xuất bản ra. Hoặc là các bạn có thể in. Ví dụ như chúng ta sẽ bấm vào nút lưu này. Đó, thì các bạn sẽ lưu nó vào đâu? Thì bây giờ hiện tại là mình sẽ có OneDrive cá nhân thì mình sẽ bấm vào đây. Hoặc là mình sẽ bấm vào một cái folder của mình, nó sẽ lưu ở trên cái phần online. Đó, ví dụ như chúng ta sẽ có là phần slide phone. Đó. Thì có thể là các bạn sẽ bấm vào và chúng ta sẽ bấm lưu trữ. Thì nó sẽ tìm kiếm đến một cái folder nào đấy thì chúng ta sẽ làm ở đây. Đúng không ạ? Rồi nó khá là đơn giản. Ở đây thì mình sẽ bấm hủy để các bạn sẽ theo dõi nhé. Rồi tiếp tục sau khi mà chúng ta đã lưu rồi thì các bạn có thể là xuất bản ra. Ví dụ chúng ta sẽ xuất ra cái bản PDF này. Hoặc là bản trình bày trên Open Document. Đó, các bạn hoàn toàn có thể xuất ra PDF cũng được nha. Nó khá là hay. Ok, và với cái cách làm này, cái video hướng dẫn này, một phần ở đấy nó sẽ cải thiện được cái kỹ năng của bạn khi mà chúng ta sẽ thiết kế các sản phẩm ở trên cái điện thoại của chúng ta. Và các bạn cảm thấy cái video này hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình nữa nha. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tiếp theo.